Từ 18 giờ chiều ngày 26 tháng 10, tất cả 51 chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tháo dỡ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận về chủ trương tạm ngưng triển khai các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát lưu động, chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định công tác phòng chống dịch tại các khu vực bến xe, ga tàu, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh. Quan tâm đến công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm về nồng độ cồn đối với người lưu thông theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tiêu chí, quy định về hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao cho Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phòng chống dịch theo quy định tại các khu vực bến ga, tàu, sân bay, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh. Thành phố cũng lưu ý, việc sử dụng hộ chiếu vaccine và đặc biệt theo dõi diễn biến của biến thể mới Delta Plus của COVID-19.